Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tôn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2020. Thì trong video này mình sẽ bán thanh lý 5 cây súng mở bu lông sử dụng hơi mang thương hiệu Crossman, được sản xuất tại Đài Loan. Giá cũ là 2,2 triệu và giá thanh lý này là 1,8 triệu. Bao giá tất cả quý anh chị luôn là không có chỗ nào bán giá này cả. Đây là cây súng sử dụng hơi mở bu lông của hãng Crossman, được sản xuất tại Đài Loan. Ở đây là cây bu lông to, đầu của nó là đầu 1/2, đầu tiếp 1/2, còn nguyên mình sẽ phui ra, đầu tiếp 1/2. Và cây này là cây hai búa lớn nên lực của nó rất là khỏe. Ở đây nó có thể chỉnh được cái 4 cấp độ lực, 1, 2, 3 và 4, ta xoay như vậy. Còn đảo chiều trái và phải thì chúng ta sẽ nhấn đây, nó đằng sau và đằng sau, bấm cái đằng trước, đó là chúng ta đảo chiều. Đầu trên đây là đầu 1/2, đầu tiếp 1/2 sử dụng phe, không sử dụng bi. Thì nếu mà kết cấu sử dụng phe thì cái đầu đây nó sẽ cứng hơn so với cái đầu sợi bi và nó đặc, còn sợi bi là phải khoan rãnh rồi nó nhét vô. Đây, thương hiệu Crossman. Súng này thực sự là xài rất là khỏe, và mấy anh mình dùng thì nên dùng cái máy hơi có bầu chứa to, bầu chứa ít nhất cũng phải 30 lít thì mình sử dụng được. Mà hầu như nếu mà mấy anh mà chuyên về sửa xe thì cái bầu 30 lít cái bầu ít ai xài, thì phải xài cái bầu to hơn, 50 hoặc là 100 lít. Tại vì cái áp hơi ra của nó là 8 kg, 8 kg là đủ xài. Và khi mình xài cái lượng hơi nó hao hụt rất là nhiều, để duy trì cái lực bắn thì nó phải xài cái bầu lớn. Ở đây nó cho mình thêm cái đầu đực nè, để mình về mình mở cái này ra gắn vô, và một chai nhớt. Nhớt châm này thì mình sẽ châm trực tiếp vô luôn, và định kỳ mình châm vô để cái bộ nhông nó hoạt động tốt. À, không phải chai nhớt, xin lỗi anh chị, nó có cái đầu này. Mình tại vì cái đặc tính của máy hơi á, nó hay ra cái hơi nước trong cái đường hơi, cho nên lâu lâu mình định kỳ mình phải châm cái dầu vô, châm dầu vô trong cái đường hơi của mình á, để cho cái nhông nó không có bị oxy hóa bên trong mà nó hư ra. Thôi, trong video này mình báo giá thanh lý cái 5 cây súng mở bu lông đồng 1/2 của Crossman, sản xuất tại Đài Loan, giá cũ 2,2 triệu, giá mới 1,8 triệu. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258 hoặc 0985 532 832, và đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 1 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.